này sẽ vào top 5. Kiểu một tổng, Woody này, có Woody rồi này. Cả giải á. Đây team mình là cả Woody rồi này. Cả giải luôn, cả giải luôn. Cả giải. Cả giải thì Woody, Woody, Woody pháo ấy. Dry ấy. Nhân nhẹ này, nhân nhẹ này. Ok nha. Ok nha. Được rồi. Gái. Droppy maybe. Droppy. Anh cũng đánh giá cao anh nice Droppy. Flow. Anh em quên mất thiếu thứ hai rồi. Thiếu thứ hai. Thiếu thứ hai. Anh em quên mất thiếu thứ hai rồi. Thiếu thứ hai Rick Choi. Những con người ghê gớm mà còn nhiều yếu tố bất ngờ cơ mà. Nhiều yếu tố lắm, không nói được trước đâu. Chiến thắng ở cuộc thi King of Rap lần này sẽ mang một cái ý nghĩa rất là to lớn đối với mình và tất cả mọi người. Ai cũng muốn giành được cái chiến thắng này và là một cơ hội rất là tốt để mang cái phong cách của mình, cái flow của mình, cái chất riêng của mình đem lên trên sân khấu và tới với rất nhiều người nghe. Mình cảm thấy khá là tự tin khi bước vào vòng thi này và mình nghĩ là để vượt qua được mình thì những đối thủ đi thi cùng mình cần phải chuẩn bị tốt nhất có thể và phải dè chừng mình ấy. Yeah. Yeah, yeah. Cho ta xin muôn giấc ngủ say, bay lên muôn tầng mây để ta thấy được những ước muốn và khát khao. Cho ta thêm đôi môi dịu êm bên ta trong màn đêm để ngày mới ta không còn cảm thấy đơn đau. Là khi mà ta đã quen cuộc đời ta rối ren, khi mà ta không còn đường vui, cầu mong ngày mai nắng lên cuộc đời ta sẽ vui, sẽ không còn là thất bại. Và cho ta xin một lần được bay lên trên cao, và cho ta sống như giấc mơ xa vời, những đời đau cho ta còn thêm thương đau, và ta như sắp xa rời. Là khi mà ta đã quên cuộc đời ta rối ren, khi mà ta không còn đường vui, cầu mong ngày mai nắng lên cuộc đời ta sẽ vui, sẽ không còn là thất bại. Yeah. Như tỉnh dậy sau giấc mộng dài, đôi lần ba mẹ thất vọng hoài, không như trong câu chuyện cổ tích, nơi đồng tiền chưa quá trọng đại, gánh nặng trên lưng quá trọng tải, muốn được le nhưng khóe họng lại, tâm như xương trên lá động lại, mơ được căn nhà khá rộng rãi, chỉ muốn êm xuôi cái chuyện tình ông, mỗi khi đến tháng không phải đóng thêm phòng, ngày qua tháng lại rồi bao nhiêu phiền mong, đến bao giờ ta mới hết phiền lòng, nhìn lên trời rồi ngắm sao bay, không có tiền phải làm sao bay, muốn có quyền cầm đầy trong tay, nhưng lúc nào cũng đầy trong tâm, đến lúc thất bại thì mới thấy mình ngu như là dạ thú không nhìn rõ hình thù, đầu óc luôn chạy như là có trình tự, hào quang phình bự khi vào máy hình thù, chẳng có lâu la chỉ muốn được về nhà, chẳng mấy khi nghe ai nói gì về ta, rồi máy lên xe với cái chỉ rề rà và không canh đua và cái lời dèm pha, chính là khoảng khắc mà không ai biết, đành để đánh mất cả chính mình, công lý sẽ thắng không cần phải nói, cũng chẳng cần phải chứng minh, rồi lúc nhận ra thì nó đã quá xa, một trong con tim như bị đứng hình, bao nhiêu kỷ niệm thì như nỗi đau, nó hóa đá và xiết chặt cực mình, là khi mà ta đã quên cuộc đời ta rối ren, khi mà ta không còn đường vui, cầu mong ngày mai nắng lên cuộc đời ta sẽ vui, sẽ không còn là thất bại. Ta đang trôi trong thời gian. Chúng ta có bao nhiêu sẽ kết đặt mắt ta dành cho cuộc sống cũng biết bơi trong thời gian. Khi chúng ta có bao nhiêu sẽ mệt mỏi mắt ta bỏ vào trong túi để ta trôi trong thời gian. Đồng hồ đang chặn đầu óc và đặt mắt thì khi nào vấn đề mới được sáng tỏ. Dừng xe bên cây đèn đỏ, đừng cho anh đèn vàng đỏ. Trong khi đó ta thấy thời gian bị tự bỏ, ta đã biết khuôn đại không phải bạn được từ nhỏ. Mình thật chắc có tốc độ không cả với mẹ sọ. Bạn đã nói đẹp bản thân với nhiều lần rồi, sao đó lo gần trên bản thân. Nhưng ta biết mẹ đầu tiên không muốn mất bản thân, và ta nghĩ cái thời gian không muốn ta ân phận làm nô lệ trong thời gian. Kẻ thì ai ra để một phút để vẻ vang, kẻ cho gian nan đừng có thêm nhiều thân lợi lệnh của giá. Hình cảnh trên tay của nó làm mấy thứ chơi vàng và làng thang. Ngoài đường về những công việc không tốn thì làm mang vào đường kia. Một bạn đã biết thật hôi thì ngày mai mất cho. Tên bây giờ phải thêm đẹp sống vì một trái kết nhất nhất rồi tăng tốc. Ta đã trôi trong thời gian, you never see TikTok, cause when we wake up and trôi trong thời gian. 420 on my west, cause I be smoking the gun. Hey, yeah, cause I be smoking in time, time. Yeah, whoa, I was gone before your life's gone broke. Better take your time and make some notes with the music every day flow, cause I be running from devil to angels.
Cause I've been stuck in this pain of the feeling of empty that chilling me, making me feel like a dude. Make my flame go burn. These skills out of my body, didn't wait for the minute. I was trying to wake up today in my bone head, standing in a knock knock like a freak little demon. I just sitting on the other land, chilling with a bunch of other couple of yellow white pets. The time will show who's my friend. Friendship is always so be when. Thought out, told them there's all. We never see TikTok as friend, we work up and told them there's all. 420 on my watch, cause I've been smoking the time. Yeah, cause I be flowing in time, time. Ayy, có hơi nhỏ, ta đã rất tò mò suy nghĩ của các bạn. Nếu được dành rồi cuộc sống và cái chết, 24 thì sẽ là phí thời gian như thế nào. Tôi sẽ dành thời gian cuối cùng vào cái này. Và cái năng lượng điên rồi đã có sự thống nên ta bảo con ta thành một âm thanh. Về đổi trên lại cái giọng của ta và được nghe đi nghe lại cho đến tới cái âm thanh này được gọi là Tung Dương Rap 1.0. Vì bây giờ ta làm test âm thanh, ta cứ vượt bởi vì giờ là đèn xanh. Sao bạn cứ nghĩ về nó ta thu để cạnh tranh. Hả, Prime. Yeah, yeah, yeah. Let's go. Bốn mươi độ và nắng nóng, chưa bước chân ra đường đã đổ mồ hôi. Qua cái jacket phản quang là sáng bóng, tươi quay đeo đằng sau một rổ đồ chơi. Thế anh ngỡ số bán chết và bán sống, mấy thằng bạn bảo anh là đồ dở hơi. Nhưng mà vẫn những chưa hè nắng nóng, nhấc điện thoại bảo khách là chờ đợi. Và anh là số 1, không ai có thể làm tốt hơn. Xe ôm lại chạy cả ship thì mấy độ chăm chỉ là ở trên tôm luôn. Chỉ khen mỗi mấy quả đang đón khách thì xe lại lốp non. Thế lại phải dắt và sửa tranh thủ xem livestream mấy bài chốt đơn. Đâu không ai có thể ngăn cản, xanh đỏ vàng khắp phố đến khi trăng tàn. Thế nên là nhắc trước tốt nhất đừng có bom hàng, không phải xe cho chú đi thăm ngàn, dạy lại chú vài điều căn bản. Và slap một anh mới đập hộp, check map nét căng. Cô cứ đổ cho cháu đây mình là không sợ hết xăng. Thích thì làm mà mê thì nghỉ, không sợ xếp măng. Mấy đứa book xe xong rồi hủy cẩn thận lại bay hết răng. Cho đôi áo xanh đã áp sát khu vực giáp bát, một đôi khác thì đâm xuyên hết cả khâm thiên. Thấy chú ong áo vàng thì đang ngồi hát rap, còn anh thì vác xác đi ship ở tận Long Biên. Mặc dù 40 độ và nắng nóng, chưa bước chân ra đường đã đổ mồ hôi. Hoa cái jacket phản quang là sáng bóng, cưỡi quay đèo đằng sau một rổ đồ chơi. Thế anh hớt sổ bán chết và bán sống, mấy thằng bạn bảo anh là đồ dở hơi. Nhưng mà vẫn những chưa hè nắng nóng, nhân điện thoại bảo khách là chờ đây. Max Square. Học sinh mới, hả? Mọi người nhìn thấy tôi vào trường, right. Nhìn nhỏ con, right? Nhưng mà không có ai nào nhường. Cần quan tâm tới những kẻ thích tỏ vẻ, gây tiếng vang bằng những lời nó thô thẻ. Trong lúc còn có thể kiểm soát, tôi hỏi là mấy ông làm thế để ai xem. Để lên tôi thì chỉ rap với bộ môn võ mồm vì tôi đã đen đen. Tất cả mọi người đều manh động, vẩy tay lên nghe cho nó rõ. Đừng quá ảo tưởng về danh vọng trên những người nhỏ mà có võ. Sao bạn cứ phải bắt nạt tôi trở thành một thứ lật cản chân? Nhỏ mà có võ, tránh ra khỏi mọi thứ hiểm ác để có thể bảo vệ bản thân. Nhỏ mà có võ, hôm nay có thể là tôi ngán, ngăn tôi vào trường ở cao cổ. Vì tôi trở thành ngôi sao sáng chứ không phải là ông sao đỏ. Đến đoạn cao trào, bộ mặt bắt đầu bị nhăn nhở. Thế thì sao nào, vẫn luôn đi đúng giờ, bất kể khi nắng hay khi mưa. Trường này giữa phố Huế, thích thì anh em cũng thi đua. Mẹ thì viết cho cái tôi như con chữ cả dịch môi mà không ai có thể nào bẻ nổi. Ban tổ chức ta hỏi tôi không để dứt ra khỏi môi, cảm giác của mình thì rất trẻ tuổi. Tôi trả lời rất thẳng thắn, không được kệ bé để cho bản thân mình ngộ. Tuổi tác nó không hề quan trọng, mà quan trọng nhất là vẫn nằm ở trình độ. Đúng rồi, lúc đó tôi là cái số khổ, vì tôi là trái trái hay vác. Đừng để mắt mình thành cái phố cổ, vì tôi không muốn phải sinh sát. Đưa tại tôi là một kẻ hiền, mấy người ác rất là khó thân. Làm gì có trường nào giữa phố Huế đâu nhở? Spidey boy, let's go. Sửa soạn trông bạch trai, từ lúc bước vào cổng trường anh đi qua ai họ cũng mạnh lắm. Quần thụng giày cao cổ, mỗi lần anh bước qua cổng là thêm một lần làm các em đổ. Em hỏi thật xấu này sao bỏ, em muốn đi muộn mỗi sáng bởi vì có anh làm sao đỏ. Bảnh nhất ở trong trường, yeah anh bảnh nhất ở trong trường. Lướt qua đám con gái anh làm mấy em ý thở không được. Bảnh nhất ở trong trường, không phải chảnh nhất ở trong trường. Vừa đẹp trai vì yêu trường lớp nên anh mang giải nhất về cho trường. Bảnh nhất ở trong trường, yeah bảnh nhất ở trong trường. Lướt qua đám con gái anh làm mấy em ý thở không được. Bảnh nhất ở trong trường, không phải giải nhất ở trong trường. Vừa đẹp trai vì yêu trường lớp nên anh mang giải nhất về cho trường. Họ giữ khoảng cách an toàn khi thấy anh sau xe và thằng bạn lách sang làn. Let's go, cổng trường anh cắt ngang hàng, ưu tiên học sinh đẹp trai anh được đặt cách mang vàng. Yeah yeah,
đám bạn anh trông cháy đen. Cả đội anh mà bước ngang qua thì đồ anh không thấy rẻ, mà mấy ông nhõi sợ bị trêu cho tức đại tràng, vì đội anh có đức đại bà với cả anh Long máy chè. Mạnh nhất cái trường này, khi cần củng cố kiến thức anh được ôn bài cùng với các chị. Yeah yeah yeah, thi thố dễ như thường ngày, mỗi lần lên xin thêm giấy lại mỉm cười với các giám thị, học sinh và giáo viên coi như cầu nối, ở lại lo việc trường lớp cho đến khi mà bầu trời tối. Lớp khác muốn vượt thi đua nhưng không được, đành hẹn lần tới vì lớp bạn thì như cái chợ, còn lớp anh thì đứng đầu khối. Yeah yeah yeah, sửa soạn trông bạch trai, từ lúc bước vào cổng trường anh đi qua ai họ cũng bảnh lại. Sáng hơn cầu rồi đúng không? Rất là nhạc luôn. Anh bước qua cổng là thêm một lần làm các em đổ. Em hỏi tật xấu này sao bỏ, em muốn đi muộn mỗi sáng bởi vì có anh làm sao đổ. Mày nhớ ở trong trường, yeah, mày nhớ ở trong trường. Lướt qua đám bạn gái anh làm mấy em bị thở không được. Mày nhớ ở trong trường, không phải chảnh nhớ ở trong trường. Vừa đẹp trai vì yêu trường lớp nên anh mang giải nhất về cho trường. Mày nhớ ở trong trường, yeah, mày nhớ ở trong trường. Lướt qua đám bạn gái anh làm mấy em bị thở không được. Mày nhớ ở trong trường, không phải chảnh nhớ ở trong trường. Vừa đẹp trai vì yêu trường lớp nên anh mang giải nhất về cho trường. Yeah yeah yeah. Chúng ta có thể nhìn thấy trên sân khấu 5 chàng trai, 5 cá tính rất là mạnh. Các bạn đề cập đến rất nhiều những chủ đề khác nhau. Không biết là các mentor ngay lúc này thì họ sẽ nhận xét như thế nào đây? Anh LK thấy nóng quá phải không? Vì trang phục của anh hay là vì flow của các bạn ở trên này vậy? Anh thực sự cảm ơn các em rất là nhiều về cái phần thể hiện của em vừa rồi. Các em mỗi người có một cá tính âm nhạc riêng, mỗi người một phong cách riêng. Anh là người thích những người có cá tính âm nhạc như vậy. Anh cảm ơn các em rất là nhiều. Friday và Maxwell, hai bạn là hai thí sinh có cùng một màu sắc. Và từ ở vòng 1 đến vòng này, cho nên là mình nghĩ rằng nếu như mà là mình thì mình sẽ chọn một trong hai bạn. Nhưng cái đó thì mình sẽ quyết định sau. Về Woody, cái nội dung của em rất là tốt và em vẫn thể hiện cái bài dự thi của mình một cách rất là tốt. Về Raph, khi em lên sân khấu thì em rất là cháy và tương tác với cả các cái camera làm cho anh cảm thấy rất là ấn tượng. Rõ ràng là em là một người mà rất là hợp đứng trên sân khấu và biểu diễn. DP, anh không hiểu sao em lại có mặt trong vòng này. Rõ ràng là em không có một cái sự cố gắng nào cả. Và anh cũng rất là khó hiểu cái phần biểu diễn của em. Không biết là anh có chọn em hay không, nhưng mà em hứa rất là nhiều là vào vòng này em sẽ khác hơn. Nhưng mà anh không thấy điều đấy. Anh chỉ thấy là bạn ấy quá mạo hiểm khi chọn cái beat đó. Có thể thấy là các mentor của chúng ta có những lời nhận xét cực gắt. Đặt maniac thì sao? Riêng em thấy trong phần trình diễn này, một số bạn bứt phá hơn bản thân mình lần trước, và một số bạn chưa có được cái sự bứt phá đó. Vậy là chúng ta cũng đã có những nhận xét từ phía các vị mentor rất thẳng thắn và rất ngắn gọn để các bạn có thể hiểu được ưu nhược điểm của mình ở vòng này. Tuy nhiên thì quyết định là của 4 người chứ không phải là của riêng một ai cả, cho nên chúng ta sẽ chờ các mentor của chúng ta hội ý để đưa ra những cái tên đi tiếp và ở lại là những ai. Xin mời. Vâng ạ, các mentor đã có quyết định của mình. Và bây giờ thì Phí Linh không biết là ai sẽ làm nhiệm vụ này. Xin mời ạ. Trước tiên, tôi muốn mời DB và Maxwell bước lên phía trước. Hôm nay, anh muốn có một lời khen ngợi cho hai em là hai em đã làm tốt hơn so với những gì mình đã làm ở những vòng trước. Nhưng rồi ai cũng sẽ phải đi đến quyết định của mình thôi. Hai em sẽ phải ra về. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Xuyên trình diễn hôm nay không hài lòng. À, thế đó mình vẫn có thể làm tốt hơn. Vẫn có thể làm tốt hơn. Mà thôi không sao, vì Linh cũng đã đi thi rất là nhiều và cũng đã thất bại rất là nhiều. Nhưng mà Linh nghĩ rằng là em đừng có buồn nhá. Tại vì là chúng ta sẽ còn có rất là nhiều cơ hội khác. Em có muốn nói một điều gì với tất cả các bạn còn lại không? Đội AK phải vào bằng hết. Và pháo thì em chỉ chúc những người đấy là lọt vào top 5, tại vì đấy là những người mà em cực kỳ respect trong giải này. Cuộc chiến căng thẳng còn lại trên sân khấu không phải với Raph, với Woody, với Spidey Boy, mà chính là với các mentor của chúng ta. Bây giờ sẽ là lượt like dành cho Raph. Tôi muốn cho Raph 15 like. 15 like tương ứng với 15 triệu đầu tiên dành cho Raph. Tôi muốn 20 like. 20 like từ Lil Shady. Đạt Maniac thì sao ạ? Dành cho bạn 30. 30 like rồi ạ? Hai người còn lại chần chừ điều gì ạ? Anh sẽ dừng thôi. Mình xin dừng. Và 30 like của Raph chính là được trao bởi Đạt Maniac. Xin được chúc mừng Raph. 30 like sẽ tương ứng với 30 triệu đồng dành cho bạn. Người tiếp theo sẽ được trao like Woody. 15. Mình cược 20.
mình muốn dành cho Woody 25 like. 60 like cho Woody. Wow! 60 like quá khủng. Linh không chắc là các giám khảo còn lại muốn cạnh tranh với anh. Đạt Maniac dường như đã đầu hàng. Vâng ạ, và giơ cờ trắng cũng chính là Lil Trady. Và 60 like dành cho Woody. Xin chúc mừng 60 triệu dành cho em trong vòng này. Chúc mừng em. Thâm hụt khá nặng nhưng không sao đúng không ạ? Dành like cho người xứng đáng. Thích là phải nhích cơ mà em. Người còn lại đang rất hồi hộp không biết là sẽ được trao bao nhiêu like. Spidey Boy, mình muốn là Spidey phải là một người mà sẽ được nhiều like. Tại vì mình nhìn thấy khả năng của bạn ấy là một tài năng trẻ rất là tốt. Giá khởi điểm sẽ là 20 like. 25 like. Đạt Maniac thì sao? Em không theo đợt này. Anh ok, có khi là cũng hơi đuối đúng không? Anh vừa mất một khoản tiền quá lớn rồi. Vâng ạ, như vậy có nghĩa là 25 like sẽ là phần ra giá của Lil Shady và Big Daddy sẽ phải trả lời. 40. 40? Wow. Vâng. Chơi lớn đấy em. Vâng, một lần nữa cờ trắng lại được giơ lên từ phía Lil Shady. Vậy là 40 like đã dành cho Spidey Boy. Chúc mừng bạn. Thật tuyệt vời, ở phần trình diễn này cả 3 thí sinh của chúng ta đều nhận được rất nhiều like từ phía các vị mentor. Và điều đó có nghĩa là gì các bạn biết không ạ? Họ nghèo đi rất nhiều vì các bạn. Nhưng mà xứng đáng thôi đúng không ạ? Congratulations Woody, yeah. Trời ơi, em được 60 like đó. Yeah, em được 60. Đây là một số like rất là lớn đến thời điểm hiện tại luôn. Yeah, của anh LK đã tặng cho em. Anh LK thật là hào phóng. Khi mà biết được cái số điểm đó ấy, cảm giác của em lúc đấy như nào? Yeah, lúc đấy tìm đập rất nhanh, gần như là không cảm thấy gì ở trong hết cả mặt. Em nghĩ sao khi mà Big Daddy lại chọn em mà không phải là bạn của em? Em nghĩ chắc là anh Big Daddy cảm thấy cái phần thể hiện của em có đôi chút tốt hơn. Em sẽ còn phải cải thiện nhiều hơn để cho những vòng sau mình được bộc lộ đúng những cái gì khả năng của mình, khả năng của mình tốt hơn. Vâng. Ừ, không phải là cái người được nhiều like nhất. Em có suy nghĩ hay là do mình không bằng các bạn kia hay không làm tốt không? Cũng có suy nghĩ về phần like của mình khá là thấp, nhưng mà đó sẽ là cái motivation cho mình để sau này làm tốt hơn, để được nhiều like hơn. Yeah.